Về hạ tầng giao thông, thưa quý vị, thời gian qua, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng các dự án để triển khai đúng tiến độ. Do đó, ngay khi vừa ra Tết, tất cả các dự án trọng điểm tại đây đã đồng loạt triển khai lại 100%. Tại các công trường, số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực hiện cũng đã được tập kết trên 80% để đáp ứng yêu cầu thi công. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tuyến đường 25C, giai đoạn 1, đoạn 2, huyện Nhân Trạch. Đây là những hình ảnh tại dự án xây dựng đường 25C giai đoạn 1, đoạn 2 tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo tiến độ dự án, đơn vị thi công đã yêu cầu công nhân tập trung tại công trường đúng ngày mùng 6 Tết để bắt tay ngay vào việc. Đến nay, số lượng công nhân, máy móc, thiết bị đã được huy động đủ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Hiện nhà thầu đã huy động đến công trường gần 10 xe lu, 4 xe ủi, 3 máy cuốc và hơn 30 công nhân để triển khai hạng mục san nền, làm cống ở đoạn đầu tuyến. Thì qua Tết đã bắt đầu từ mùng 6 là chúng tôi bắt đầu là khởi công lại công trình, bắt đầu là làm lại, thì bắt đầu bên tôi triển khai là tăng cường tiến độ để mà mình hoàn thiện trước cống và nền đường trước mùa mưa. Cho nên là bên tôi triển khai 3 mũi thi công. 3 mũi thi công với tiến độ hiện nay thì bên tôi vẫn cố gắng để mà đạt được tiến độ nhanh trước mùa mưa để chất lượng công trình đạt chất lượng tốt nhất. Các công trình mà hiện đang thi công của huyện Nhân Trạch thì trước khi nghỉ Tết đó, thì ban lý dự án cũng được sự chỉ đạo của ban huyện thì cũng đã làm việc với nhà thầu để đảm bảo là đầu năm triển khai cho nó đúng theo kế hoạch. Thì đến thời điểm này thì tất cả các nhà thầu của tất cả các công trình trên địa bàn huyện thì đã bắt đầu triển khai trở lại. Thì có một số công trình đã triển khai từ một số nhà thầu đã triển khai từ mùng 6 Tết, một số đơn vị thì mùng 8 là mùng 10 Tết, thì tất cả các công trình đều đã triển khai trở lại. Ngoài tuyến đường 25C giai đoạn 1, đoạn 2, vào đầu tháng 1/2024, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và khởi công cùng lúc hai dự án giao thông khác gồm đường Tôn Đức Thắng, đường 25B và đường Lê Hồng Phong nối dài. Đến nay, ba dự án giao thông trọng điểm vừa nêu của huyện Nhân Trạch đều được đánh giá là triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là tuyến đường 25C giai đoạn 1, đoạn 2 khả năng lớn sẽ về đích sớm. Thường xuyên làm việc với các nhà thầu, rồi cũng đề nghị tất cả các nhà thầu làm cái tiến độ chi tiết và thường xuyên theo dõi. Nếu mà các công trình, các đơn vị nào mà thực hiện tiến độ mà chậm hoặc là hơi chậm so với tiến độ á, thì ban lý sẽ mời vô làm việc ngay để mà đảm bảo là tất cả các công trình thực hiện đúng theo cái tiến độ mà của các nhà thầu đã dự thầu ban đầu. Thì đối với ban lý dự án Nhân Trạch thì cũng đảm bảo tất cả các công trình thì thực hiện vượt và đạt tiến độ, sẽ đảm bảo là sẽ không có công trình nào để trễ tiến độ. Tại chuyến thăm chúc Tết các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại đường 25C giai đoạn 1, đoạn 2 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng kỳ vọng và yêu cầu phía thi công cần tiếp tục nỗ lực đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công dự án. Theo đó, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đường 25C phải hoàn tất và đến thời điểm này các nhà thầu đều thực hiện đúng theo cam kết.